nhất trong năm 2014 có phần lớn là các đại gia ngân hàng của Anh. Kỳ stress test mới đây đã nhận diện nhiều ngân hàng cần phải tái cấu trúc. Sau nhiều vụ bê bối dẫn đến những khoản nợ phạt khổng lồ, có lẽ năm 2015 sẽ là năm tái lập trật tự của ngân hàng Anh. 2014 là một năm khá tốn kém đối với nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. Trong tháng 11 đã có ít nhất 2,7 tỷ euro tương đương 4,3 tỷ đô la Mỹ mà 6 ngân hàng Anh phải nộp cho giới chức Anh và Mỹ để dàn xếp những vụ bê bối. Hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất là HSBC và RBS. Tổ chức nghiên cứu độc lập New City Agenda đưa ra số liệu thống kê, trong vòng 15 năm qua các ngân hàng Anh đã nộp phạt tổng cộng 38,5 tỷ bảng Anh, tương đương 60 tỷ đô la. Và năm 2014 cũng là năm mà luận đồn đánh mất ngôi vị trung tâm tài chính thế giới vào tay của thành phố New York. Các chuyên gia cho rằng đó là cái giá phải trả cho những hành vi vượt mặt quy định của giới chức các nước. Danh sách những vụ bê bối của các ngân hàng Anh trong năm qua bao gồm những vụ bán sai bảo hiểm tiền gửi, thao túng lãi suất liên ngân hàng Libor, thao túng thị trường ngoại hối, v.v. Một số ý kiến cho rằng tất cả những sai phạm này xuất phát từ việc chạy theo mục tiêu bán hàng một cách mù quáng. Một nhân viên bình thường ở chi nhánh cũng có thể liên tục nhận thưởng tiền mặt, đồ điện tử, vé xem thể thao v.v. nhờ đạt được mục tiêu doanh số. Bán sai bảo hiểm bảo vệ thanh toán là một trong những vụ bê bối tệ nhất trong lịch sử ngân hàng Anh. Nó khiến các ngân hàng nộp phạt ít nhất 27 tỷ bảng Anh và Lloyds là ngân hàng nộp phạt nhiều nhất. BBI là loại bảo hiểm không bắt buộc và khách hàng có quyền hủy cũng như yêu cầu bồi thường. Những khách hàng mua BBI sẽ được thanh toán khi bị mất việc vì ốm đau, song sẽ không được hưởng lợi từ loại bảo hiểm này nếu được hưởng trợ cấp của nhà nước hay những người lao động tự do. BBI không được phép bán đồng thời với các sản phẩm tín dụng như các khoản vay hoặc thế chấp. Tuy nhiên, vì mục tiêu doanh số, các ngân hàng đã bán bảo hiểm BBI cho những đối tượng không cần đến hoặc không có khả năng trả nợ. Có bốn cái tên bị điểm mặt trong vụ bê bối này đó là Barclays, HSBC, Lloyds và ngân hàng hoàng gia Scotland RBS. Đó là vấn đề cơ bản trong hệ thống ngân hàng Anh, nó đã trở thành một văn hóa. Sau những vụ nộp phạt khổng lồ thì dường như văn hóa này đang thay đổi. Barclays đã có CEO mới và Lloyds đã sa thải 9.000 nhân viên và đưa ra nhiều biện pháp tái cấu trúc, với hy vọng có thể thoát ra khỏi gói viện trợ nhận từ chính phủ vào năm 2008. Mặt khác, vấn đề công nghệ cũng là một yếu tố mà các ngân hàng cần quan tâm. Nhiều dịch vụ tài chính mới, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng trực tuyến đang trỗi dậy mạnh mẽ và thay thế dần dịch vụ ngân hàng truyền thống. Những mô hình tài chính mới như là BTB, khách hàng tương tác khách hàng hoặc là ghi quỹ đám đông crowdfunding cũng đã xuất hiện. Đây chỉ mới là những mô hình nhỏ lẻ nhưng trong tương lai có thể nó sẽ vươn lên mạnh mẽ. Điều đó cũng có nghĩa là rồi sẽ đến một ngày, các hãng bán lẻ, doanh nghiệp, khách hàng có thể tìm ra cách khác để đáp ứng nhu cầu tài chính của mình mà không cần nhiều đến vai trò của ngân hàng nữa. Nếu cuộc đại phổ ngành ngân hàng Anh thành công, sẽ có tới gần 21 triệu người vui mừng vì điều đó. Đó là số người than phiền rằng các ngân hàng Anh đã trục lợi quá nhiều kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và năm 2015 có thể sẽ là một năm tái lập trật tự trong hệ thống ngân hàng Anh.